là chiếc BMW chạy điện giống 3 series nhất cho đến nay, 4 có danh tiếng để duy trì. BMW được biết đến xa và rộng như các hãng sản xuất xe sedan lớn lái xe. Vị ngữ của câu trước có luôn đúng hay không không phải là vấn đề, danh tiếng đã không xuất hiện trong màu xanh. Nguyên bản của những năm 1960 và 70 năm 2002 đã gây sốc cho người Mỹ bởi khả năng xử lý đáng kinh ngạc của nó. Thế hệ E30 của 3 series là đòn roi của Yuppie trong thời đại Reagan. Đó là chiếc xe mà người ta ao ước nếu Patrick Bateman là một chiếc xe hơi, vâng vâng. Biết tôi đang nói gì không? Sau đó, những chiếc xe M ngày càng tốt hơn và huyền thoại chỉ lớn dần lên. Lái một chiếc BMW có nghĩa là bạn đã sở hữu cỗ máy lái xe tối thượng. Nắp nói những gì về một chiếc BMW 3 series chạy điện? Bắt đầu từ đầu năm sau, bạn sẽ có thể mua 4 sedan. Một phiên bản điện khí hóa hoàn toàn của 4 series Grand Coupe của BMW, về cơ bản là một chiếc 3 series có mái che cao ngất ngưỡng. Điều gì tạo nên i4 M50? Điều đầu tiên cần biết là BMW đang cung cấp hai chiếc 4 động cơ đơn 4 eDrive 40 cho công suất 335 mã lực và mô men xoắn với phạm vi ước tính là 300 dặm. Phiên bản là chủ đề của bài đánh giá này là 4M50 mà tôi đã dành một ngày lái xe khắp Bavaria. Nó có hai motor cho công suất kết hợp là 536 mã lực và mô men xoắn. Và nó có phạm vi hoạt động ước tính là 275 dặm. Theo bước chân nhanh chóng của mẫu xe thể thao nhưng không phải M8, 4M50 là chiếc BMW chạy điện đầu tiên được điều chỉnh bởi M-Division. Nói một cách ngắn gọn hơn, đó là BEVM, BMW đầu tiên gọi 4M50 là thể thao nhưng bền vững, một mô tả phù hợp về hướng đi của toàn bộ công ty. Đặc biệt là khi nền tảng Neuer Class ra mắt vào năm 2025, i4 sử dụng phiên bản G26 4 series Grand Coupe hiện tại của nền tảng CLA, 3 series 4 cửa thông thường, thế hệ thứ 7 được gọi nội bộ là G20. Điều đó có nghĩa là thanh chống ở phía trước cộng với các lò xo không khí phía sau được gắn trong một hình học năm liên kết. Bộ giảm chấn chủ động đi kèm với M50, không phải như vậy trên eDrive 40. G26 có rãnh trước rộng hơn 1,0 inch và rãnh sau rộng hơn 0,5 inch so với G20 tiêu chuẩn, với tăng độ khung âm trên bánh trước. Do pin nằm dưới sàn, trọng tâm thấp hơn 1,5 inch so với G26 bình thường. Động cơ đồng bộ là thế hệ thứ 5 của các đơn vị eDrive của BMW. Mỗi động cơ được kết hợp với một bộ truyền động tốc độ đơn và biến tần công suất tại nhà máy Dingolfing rộng lớn của BMW, tạo thành một khối công suất duy nhất. Như trong chiếc SUV chạy điện X, đơn vị phía trước nhỏ hơn một chút, nhẹ hơn và kém mạnh mẽ hơn so với phía sau. M50 đạt được tỷ lệ phân bổ trọng lượng từ trước đến sau 48,2-51,8%. Đáng chú ý là động cơ đơn eDrive 40 gần hơn với 45/55. Các bộ pin được thiết kế đặc biệt cho 4, cao khoảng 1,5 inch. Các gói tế bào hình lăng trụ là thành viên chịu lực của khung. BMW đang làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu các vật liệu xung đột từ pin và động cơ. i4 M50 được cho là hy vọng, không chứa bất kỳ coban nào như vậy và tôi hoan nghênh BMW đã nỗ lực. Tổng dung lượng pin là 84 kWh, lớn hơn một chút so với pin lớn nhất 82 kWh có trong Tesla Model 3. Bánh xe là sự kết hợp giữa nhôm và nhựa. Điều này làm giảm 15% trọng lượng và được cho là có thể tăng thêm phạm vi hoạt động điện lên tới 9,3 dặm. Cuối cùng, một nắp Guarni ở mép trên của thân cây làm giảm lực nâng. Bên trong, nó là thiết kế và vật liệu khá tiêu chuẩn của thế hệ G20, với ngoại lệ đáng chú ý là màn hình thông tin giải trí cong khổng lồ thống trị mọi thứ. Đó là màn hình có cùng kích thước được tìm thấy trong X lớn hơn nhiều, và ở đây ở 4, nó gần như quá lớn. Trong một cái gật đầu tốt đẹp với bảng điều khiển của BMW trong những năm trước, nơi các nút điều khiển vật lý nhắm vào người đang lái tàu, đường cong sẽ hướng màn hình về phía người lái. Màn hình hiển thị head-up cũng được cải thiện đáng kể, cả về mức độ dễ đọc và thông tin được cung cấp. Có một nút giữa điện thoại và các nút điều khiển bằng giọng nói cho phép bạn định cấu hình cả bảng điều khiển và màn hình hiển thị hướng lên. Ví dụ,
Bạn có thể để Apple CarPlay hiển thị trên màn hình trước mặt và nhận chỉ đường lái xe từng ngã rẽ trong khu vực đầu xe. Tuyệt đấy, một lưu ý rất cá nhân, không có máy kính. Niềm vui của những niềm vui. Kể từ khi Tesla có mái che bằng kính, có vẻ như mọi nhà sản xuất xe điện cao cấp đều buộc phải đưa một chiếc vào xe của mình. Tương tự như vậy, vì Tesla không cung cấp bóng dâm dưới bất kỳ hình thức nào, có nghĩa là Elon Musk không muốn có bóng dâm, những chiếc EV khác cũng làm theo. Có nghĩa là nhiều người lái xe EV luôn có mặt trời chiếu xuống đầu họ. Ngay cả trong X của BMW, nó đúng nghĩa là The Richer. i4 M50 lái như thế nào? Chất lượng xe khá tuyệt vời, vì M50 cho cảm giác chắc chắn và thể thao. Nó không cố gắng để che giấu trọng lượng của nó, sẽ nặng hơn 2 tấn. Nhưng bạn biết rằng chiếc xe rất mạnh mẽ, cân nặng thêm không được nhận thấy khi tăng tốc. BMW đang tuyên bố 0 đến 60 dặm/giờ trong 3,9 giây, nhưng tin tôi đi, nó nhanh hơn. Có thể nhanh hơn nhiều. Sức nặng bổ sung có tác dụng làm êm ái chuyến đi so với M440i. Chuyến đi là giải đấu tốt hơn so với M3 con mới. Tay lái của 4M50 cho cảm giác chạm quá mức, mặc dù có chất lượng tốt ở trung tâm. Đặc biệt là ở tốc độ cao, không có nhiều tiếng ồn của gió, và cũng chỉ có một chút tiếng ồn của lốp xe. Thành thật mà nói, lái xe xung quanh như một người dân thường trong Comfort hoặc EcoPro. 4M50 chủ yếu cho cảm giác như một chiếc BMW bình thường, chỉ là một chiếc rất yên tĩnh. Đó là một trải nghiệm tổng thể thú vị. Tesla đã bán được 206.500 chiếc Model 3 cho người Mỹ vào năm 2020, năm xảy ra đại dịch toàn cầu. Con số này cao hơn gấp đôi so với mẫu xe cao cấp sang trọng bán chạy nhất tiếp theo tại Mỹ, Lexus AX. Đây là chiếc xe sang trọng số 1 ở Mỹ, cũng như là chiếc sedan duy nhất giành được vị trí trong top 10. Không cạnh tranh với mô hình 3 là để lại tiền trên bàn. Tesla có thể đánh bại được không? Tương lai là điều bất thành văn, nhưng không có chiếc xe nào là bất khả chiến bại. Đối với 4M50, BMW đã chế tạo một chiếc xe điện M hợp pháp. Hoặc ít nhất một trong đó M được theo sau bởi 2 hoặc 3 chữ số thay vì chỉ 1. i4M50 có công nghệ, hiệu suất, khả năng xử lý và hàng hóa xa xỉ sánh ngang với ông vua Tesla, đặc biệt là Model 3 Performance. Chia sẻ hữu ích nhé!